kể lúc nào bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy nhớ rằng sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ, cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi sông. Đạo lý trên đời cũng là như vậy. Nên nếu như lúc này bản thân bạn cảm thấy vất vả và mệt mỏi thì hãy tự nói với chính mình rằng đường đi dễ dàng chính là đang đi xuống dốc, mệt mỏi là bởi vì bạn đang lên dốc và tiến về phía trước. Cuộc đời chỉ là thử thách, sợ gì không tiến về phía trước, ngã thì đứng dậy rồi lại tiếp tục đi. Tương lai tươi sáng đang nằm ở phía trước đợi bạn. Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy thì hãy đi, nếu bạn không thể đi thì hãy bò. Cho dù bạn làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn phải tiến về phía trước. Hãy luôn tự nhủ với bản thân, bạn có thể kém thông minh, kém hơn người khác về xuất phát điểm, nhưng bạn phải nỗ lực gấp 3, gấp 4 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Tôi chưa tìm ra được cách nào tốt hơn bằng sự nỗ lực, bằng sự kiên trì, bằng sự bền bỉ, bằng nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu. Khi mà bản thân có xuất phát điểm thấp hơn người khác, ai cũng có trong mình những ước mơ, tôi tin bạn cũng vậy. Đó là ước mơ lớn hay ước mơ nhỏ, thì việc đạt được ước mơ cũng sẽ giúp bạn hạnh phúc. Thế nhưng, không phải ai nỗ lực cũng có thể đạt được ước mơ của mình. Sau vài lần vấp ngã, bạn thường mất đi niềm tin vào ước mơ của mình và có ý định bỏ cuộc. Tôi rất tiếc, nhưng tôi không nghĩ bỏ cuộc là quyết định đúng đắn trên con đường để đạt được ước mơ của mình. Một trong những điều thúc đẩy chúng ta để có thể đạt được sự thành công đấy chính là niềm tin. Niềm tin có sức mạnh tiềm ẩn mãnh liệt giúp chúng ta thực hiện mục tiêu mỗi ngày. Hãy tin tưởng vào chính mình. Vì khi bạn tin bạn làm được thì người khác mới tin rằng bạn có thể. Khi bạn tin vào chính mình và hành động mạnh mẽ, vũ trụ sẽ yểm trợ cho bạn. Hãy cố gắng lên, mỗi ngày một chút thôi, nhất định bạn sẽ gặt hái được những điều mà mình ước mơ.